có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phải màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú trên anh rượu với đi lại đây, nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thu phiêu lên. Xin chào các bác. Ngày hôm nay em cũng muốn nghỉ, thế nhưng mà chẳng ai cho em nghỉ. Từ chập tối đến giờ em nghe điện thoại khá là nhiều, gần 30 cuộc điện thoại. Không nằm được thì em dậy để em test kỹ thuật cái cặp âm ly và tuner sao sắc này. Đây là một cái bộ âm ly tuner thuộc dòng lỡ cỡ. Nó có cái size là 38,5 cm, hai bên là có hồi gỗ, mặt phay nhôm, tất cả các núm đều là nhôm tiện đấy các bác, nó không phải là dạng nhôm tầm thường đâu, mà tất cả cái núm này nó người ta dùng phương pháp tiện. Có nhiều cái âm ly đời cao bây giờ có cái vỏ núm thì bằng nhôm cốt trong cốt nhựa, còn cái này là nó tiện hẳn hoi, rất tinh xảo. Đây là ruột gan, chiếc này có cái cách kết nối vô cùng ngang ngược, mọi kết nối nó đều đưa ra đằng trước mặt rất ngang, đằng sau thì để trắng trơn. Vâng, đây là ruột gan. Đây là dòng âm ly xuất âm tụ, hai con tụ to là hai con tụ lọc nguồn, bốn con tụ nhỏ hơn năm cạnh, đấy là những con tụ lọc nguồn phụ và xuất âm ra loa. Đây là những cái bác mà dành về âm ly cổ nhìn thấy mấy cái con đèn đệm ở tầng công suất này là biết ngay rồi. Đây là đèn nick và được kẹp cái miếng nhôm tản nhiệt luôn vào đèn. Đồ này là đồ Nhật rồi, các bác nhìn thấy sau khi lắp ráp và test xong xuôi, người ta có một cái tem ghi hàng chữ tiếng Anh là đã hoàn thành test và cái số seri ở đây. Chơi loa toàn giải thì bắt buộc phải dùng, một là âm ly đèn, hai là âm ly Nhật cổ dòng xuất âm tụ. Nó cũng giống như kiểu các bác ăn rau muống thì phải chấm với tương bẩn, chẳng ai người ta dùng cái âm ly sân xui sò to vật vã để đánh cái dòng loa toàn giải bao giờ. Nồi nào vùng đó. Nhưng hôm nọ em đưa cái cặp này và vài thứ khác lên thì có một bác nhảy vào comment ngay bên dưới video là đồ cỏ thì đưa lên làm gì. Có lẽ bác đó toàn chơi đồ cao cấp không á. Thực ra thì với những cái món đồ nó rẻ tiền như thế này, nhưng nếu anh em biết chơi, biết cách tận dụng hết những tính năng của nó thì nó hay cũng chẳng kém gì những cái âm ly đắt tiền đâu ạ. Chiếc này có đầy đủ cả low note, nó có hẳn một cái bo low note nằm bên dưới này. Khả năng hai con tụ này là hai con tụ xuất âm ra loa. Em đọc trên dây nguồn của chiếc âm ly này thì nó ghi là sản xuất
năm 1978. Còn cái thương hiệu này thì em cũng chẳng hiểu là của hãng nào. Thực sự là bối rối, không biết nó của hãng nào. Đó, các bác thấy ở phía sau nó làm nhãn thín trơn, mọi kết nối nó đều đặt hết ra đằng trước. Đây là đường xuất âm ra loa theo dạng rắc bông sen AV. Còn đây là đường tín hiệu vào. Đây là đường đấu anten. Chiếc này sẽ rất phù hợp chơi những cái thể loại loa cổ hoặc toàn giải có công suất tầm 20 đến 25 W một thùng. Nó tương thích rất tốt với loa 8 ohm. Tuy rằng là chiếc âm ly này nó không ghi công suất, nhưng em nhìn cái tăng phô để em đoán ra cái tăng phô này nó rơi vào tầm khoảng 50 W. Như vậy là đây là bốn con sò than nhí. Nhìn sò, nhìn tụ, nhìn tăng phô là em đoán là chiếc này cho phép kéo loa có công suất tầm 20 đến 25 W một vế và tương thích tốt với loa 8 ohm. Em sẽ có video test âm cái bộ này sau. Còn đây là em đưa lên để cho các bác nhìn thấy ruột gan của chiếc âm ly trước. Đến cái video sau là em sẽ không tháo nắp nữa, và lúc ấy là em chủ yếu tập trung vào vấn đề test âm. Bác nào mà đang có những cái cặp loa toàn giải có cái công suất mà như em nói, tức là công suất tầm 20 đến 25 W một thùng, bất kể là kích cỡ bát là bao nhiêu, thì lưu ý cái cặp âm ly và tuner này là một cái lựa chọn không tồi. Cặp âm ly và tuner này em bán với cái giá 3 triệu, và em sẽ có video test âm đàng hoàng. Mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.